Hi, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh cũ của em An Tây nha. Thì lời nói đầu tiên cho em mến chúc cả nhà mình luôn luôn vui khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Thì hôm nay em tiếp tục làm giá đổ và chia sẻ cùng cả nhà một cách mới nữa ha. Thì ở đây em làm giá đổ bằng nồi hấp nha, không cần tưới nước, và 2 ngày chúng ta sẽ thu hoạch giá mập trắng ít rễ nữa. Thì nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn đang xem video thấy thích cái cách làm giá đổ của em thì hãy vào xem và thực hiện cùng em nhé. Em chân thành cảm ơn ạ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cùng cả nhà một cái cách làm giá đổ mới nữa ha. Thì ở đây em có chuẩn bị 100g đậu xanh á, đậu xanh nguyên hạt ha. Và em đã ngâm được một đêm, và cái hạt á nó nảy mầm như thế này ha. Nếu như cả nhà có thời gian sẽ ngâm thêm ha, tại vì em đi làm á, em ngâm một đêm là sáng là em dậy sớm thì nó nở được như thế này thôi, thì em sẽ đem đi ủ nha. Nếu như cả nhà ngâm á thì phải trước khi ngâm phải lựa ha, phải lựa những cái hạt đậu sâu, đậu lép, đậu bể á bỏ đi, và khi chúng ta ngâm xong chúng ta cũng lựa lại nữa nha, để cho cái mẻ giá của mình nó được ngon. Nếu như mà đậu nó không có sạch, nó còn bị bể á, thì cái phần giá của mình á nó sẽ không có ngon nữa ha. Thì em ủ nó được nước như thế này thôi à, chứ không có được nhiều nữa ha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cùng cả nhà làm giá bằng nồi hấp ha. Thì cái nồi hấp này em đã rửa sạch ha, và em dùng ở đây là giấy vuông á. Em sẽ nhúng nước và trải hết cái lớp đáy của cái phần nồi hấp này nha. Cả nhà mình có khăn ướt thì làm cũng được ha. Thì ở đây em sử dụng những cái miếng giấy vuông như thế này, và em nhúng nước để trải lên đây nha. Chúng ta trải đều hết cái mặt cái nồi lá hấp luôn ha. Thì sau khi em lót giấy xong, em sẽ trải cái phần đậu này lên ha. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng nha, tại vì cái phần đậu á đã ngâm và đã nảy mầm. Nếu như mà làm mạnh quá thì cái phần đậu này nó sẽ bị nó bị gãy cái mầm á, nó sẽ hư cái mẻ giá của mình nha. Em sẽ trải mỏng ra nè. Em cũng trải lên một cái lớp giấy ở trên đây luôn ha. Thì sau khi em trải giấy rồi ha, em sẽ trải khăn lên đây. Khăn này là cả nhà lưu ý giúp em ha. Khăn này thì em nhúng nước còn nhiễu như thế này nè, không có vắt nước ha. Em làm giá đổ không có tưới nước á, cho nên là em để như vậy nè. Nó nhiễu nước như vậy ha. Thì đó, làm như vậy nè, để chúng ta đỡ có tốn thời gian mà tưới nước á. Thì em để trong đây là ba cái lớp khăn. Cả nhà không sợ uống đâu ha, tại vì ở dưới đây nè, cái sừng hấp nó có cái lỗ á, nó sẽ rõ nước xuống và sẽ không có bị uống cái phần giá này ha. Và bây giờ em thêm một cái khăn lên đây ha, và đậy cái nắp lại nè, và để ở đây ha. Thì cả nhà có cái bịch đen á, hay là cái gì tối đó mình sẽ để cái nồi này vào ha. Em không có, em sẽ lấy cái da đậy cái nồi này lại, và chúng ta để ở trong cái chậu tối á, và 2 ngày chúng ta sẽ thu hoạch nha. Ngày giá em á là được 1 ngày rồi, cả nhà thấy cái hơi nước nó nằm ở trong cái nắp vung này không nè, cái hơi ẩm nó lên á. Và bây giờ em sẽ dở ra cho cả nhà xem ha, xem cái giá của em được 1 ngày như thế nào nha. Đây cả nhà xem, rất là dễ thương nha. Rồi nó lên được 1 cuốc rồi nè, đây nè, được như vậy 1 ngày ha. Thì giá này em không có tưới nước, em đã nhúng ướt khăn này, em để và nó sẽ hút xuống cái phần giá của mình ha, sẽ không có cần tưới nước nha.
À, em làm á, quay clip á, thì em dở ra, còn cả nhà làm á, thì ít dở ra, tránh cái ánh nắng ánh sáng vào ha, thì cái giá của mình nó bị nâu. Rồi em sẽ đậy lại ha, là ngày hôm sau em sẽ thu hoạch và cho cả nhà xem nha. Rồi em cũng đậy lại và để vào cái chậu tối ha, đậy lại và lấy một cái tấm da này nè, em trùm lại cho nó tối á, và em để vào chỗ tối ha. Giá của em á đã được 2 ngày rồi ha, bây giờ em sẽ dở ra và thu hoạch cho cả nhà xem ha. Thì cái phần giá của em nó không tưới nước á sẽ như thế nào nha. Ồ, cả nhà xem nè, cái hơi á nó hầm á ở trong cái vung nè, phải chừng luôn ha. Wow, ui giá nó đội lên 1 phút nè cả nhà. Ui nè, ngon quá chừng luôn đó, rất là đều ha. Ôi mập ú luôn đó nha. Cái này á, làm theo cách này á, thì rễ nó ít nữa cả nhà, rễ xịu luôn á. Đây là cái giấy của em để nè. Rễ ngắn ha, giá mập rất là ngon luôn á. À, chúng ta làm ngắn ngày như thế này nè thì không có cần lặt rễ ha, giá lại rất là ngon và mập nữa. Đây, trắng tươi mập ú luôn ha. Đó, cả nhà thấy ngon không nè. Trồng giá tại nhà ăn á rất là tốt cho sức khỏe nữa, lại ngon nữa nè. Đó, ngon ghê chưa. Bây giờ em sẽ thu hoạch hết cái phần giá này xem nó được nhiều ít ha, em thấy cũng nhiều lắm á. Ngon quá ha, cưng ghê luôn á, giá trắng mặt ú luôn nè. Đó, đây là phần giá nè, sau khi em thu hoạch xong ha, thì em thu hoạch rồi em vũ cái phần vỏ đậu ra rồi á, cả nhà xem nó rất là mập ha nè, rất là ngon luôn á. Với cái cách làm giá này thì em chia sẻ cùng cả nhà để cả nhà làm cùng em, để chúng ta ăn giá sạch ở nhà cho an toàn cả nhà ha. Đó, rất là ngon luôn nha. Giá này có thể xào nè, hay là nấu canh chua, ăn sống, tùy thích ha. Rất là ngon luôn. Đó, thì cái video chia sẻ cách làm giá của em đã khá dài ha, em xin dừng tại đây nha. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn thấy thích kênh, hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực làm nhiều video tiếp theo hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nhé, vào lúc 19 giờ ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên kênh của quê miền Tây nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.